Thì ra là cô ở đây à? Sao anh lại vào được đây? Cô không cần biết tại sao tôi vào được đây. Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy đấy. Thế nhưng mà bao nhiêu lần tôi gọi cho cô, cô bảo là cô bận, cô bảo là cô không có nhà. Tôi có thuê bao, cô tắt máy. Hóa ra là cô ở đây với cái lão này à? Ha! Trang, ai đây? Đây là... Ai? Ông còn hỏi tôi là ai nữa à? Giới thiệu cho ông biết, tôi là thằng shipper đây. Vợ của ông đặt đồ của tôi bao nhiêu lần cũng bom hàng, đến đây gọi điện thuê bao thì không nghe máy. Ông bảo vợ ông ra nhận đồ của tôi đi. Ai cho phép anh vào đây? Không vào đây làm sao gặp được cô? Không biết, anh đi ra ngoài đi. Tôi không đi ra ngoài đây. Cô mà không lấy hàng, tôi cứ ngồi đây đây. Được rồi, đứng đây, đi ra ngoài tôi trả tiền cho. Như đi. Nhà giàu của toàn bom hàng. Đi ra lấy cho người ta đây. Đi. Em chào anh. Không dám. Chị bơm vào nhà ta như đúng rồi. Em. Nào, đi vào đây. Em ơi, em ơi, từ từ. Đi vào đây. Từ từ em ơi. Ui giời. Từ từ. Em ơi, mình đi vào đây thật á? Thế chứ không đi vào đây thì còn vào đâu nữa? Em ơi, mình mới gặp nhau thôi. Đi vào đây luôn có vội vàng quá không? Vội vàng cái gì? Đi vào đây. Em ơi. Nhưng mà anh chưa sẵn sàng ấy. Chưa sẵn sàng cũng phải đi vào. Đi. Em ơi, từ từ. Bây giờ có khi nào mình đi ra ngoài kia, mình nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, cho anh sẵn sàng xong mình đi vào được không? Không, đi vào luôn, đi. Anh sợ lắm. Ôi trời, đàn ông đàn an thì phải mạnh mẽ lên chứ. Làm sao mà cứ phải rúm gió như thế này? Em ơi, anh nói thật là anh là trai nhà lành. Trai nhà lành? Trai nhà lành mà đi vào khách sạn nhà người ta ăn trộm hết cả khăn tắm hết cả khăn mặt như thế này. Cười chật gì? Ăn trộm tức là mình phải ăn được rồi thì người ta mới gọi là trộm. Anh mới gom vào đây chứ anh đã ăn được cái nào đâu, em bảo ăn trộm. Mất con địch. Giỏi thật đấy, lại còn cãi. Cãi gì đâu, em... Chết... Có chuyện gì anh? Sếp, em mới bắt được thằng ăn trộm sếp ạ. Nó trộm gì? Nó vào khách sạn nhà mình, nó ăn trộm hết cả khăn tắm với cả khăn mặt sếp ạ. Rồi ơi, nhìn mặt mũi thế này mà vào tận đây trộm đấy. Anh ấy, tại là em nghe mấy thằng bạn em bảo là trong này khăn mặt với khăn tắm dùng sướng lắm. Em vào em mượn tạm mấy bộ, em về em thử trải nghiệm với cảm giác của khách sạn 5 sao như thế nào thôi. Em làm gì mà căng? Không nói nhiều nữa, bây giờ đi theo tôi ra gặp tổ an ninh, đi! Em ơi, đừng gặp tổ an ninh. Bây giờ anh gặp riêng em được không? Không, đi theo tôi, đi! Em ơi, anh sợ lắm. Anh sợ lắm. Này, tặng cho bộ khăn tắm Glory nhá. Về chúng thử, mà lần sau đừng vào lần trộm đấy. Em xin, em cảm ơn anh nhé. Rồi đi. Em ơi, ngoài nó đánh đau. Đánh đau hay không ý, thì ra đấy rồi biết. Anh sợ lắm em ạ. Anh sợ thật đấy. Chúng mình mất với nhau bao nhiêu thời gian như thế mà em định bỏ đi thật ạ? Thế tại sao anh là đàn ông con trai? Anh cũng chịu thiệt một tí đi. Anh chịu thiệt như thế rồi mà em còn chưa hài lòng hay sao? Anh phải làm thế nào nữa? Thì anh cố chịu thêm một tí nữa đi. Em quá đáng vừa thôi chứ. Yêu cầu của em nó nằm ngoài khả năng của anh rồi. Nếu anh đã nói như thế, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa. Tôi đi. Người từng bên cạnh anh, giúp anh vượt qua đớn đau. Mình chỉ nói như thế thôi, sao anh không giữ mình ở lại? Sao anh lại để mình bỏ đi dễ dàng như thế? Anh giữ em ở lại đi. Mình có nên giữ cô ấy ở lại không? Cô ấy bỏ đi, có khi mình sẽ không được gặp lại cô ấy nữa. Con gái nói có là không mà, nói không là có. Sao anh ấy không giữ mình lại? Không được, mình không thể để mất cô ấy dễ dàng như thế được. Trang! Đây, 100, bán em ấy. Hơn suy nghĩ lại rồi, 80 anh bán không? Ô, hay nhờ. Mất bao nhiêu thời gian mặc cả từ sáng đến giờ. Anh bán cho em 100 bây giờ em lại đòi 80 là như nào?
Thì anh là đàn ông con trai, anh không chịu thiệt được à? Ô hay vậy. Bình thường cái này anh bán là 260. Để tình em là khách quen anh bán cho em 100, bây giờ em lại bảo anh chịu thiệt đi. Em tham ấy. Anh không chịu thiệt được thì thôi, tôi đi. Mình bỏ đi lần này, không biết anh ấy có giữ mình ở lại nữa không? Giá như thế là sập sàn rồi. Sao cô ấy vẫn bỏ đi nhỉ? Con gái nói có là không, nói không là có mà. Anh giữ em ở lại đi. Nếu bán 80 thì mình chỉ hòa vốn thôi. Mình có nên giữ cô ấy ở lại không nhỉ? Cút vẻ đi. Mua bộ quần áo kỳ ca kỳ kẹo. Ông để ông tự mặc hơn. Quần áo chị ơi. Linh ơi. Linh bê ơi. Có việc gì đấy hả anh Thiên? Tối em vướng gì chưa trời? Chưa. Tối nhà anh không ai ở nhà. Sao anh trong ngủ nhờ? Sao anh thô thiển đấy? Bởi vì anh tên là Thiên, con ông thổ. Nó phải có tí thô với thiển chứ. Đùa em tí thôi. Tối rảnh gì? Tối rảnh anh rủ lên ba hưởng tí nhạc với anh cho vui. Tôi là con gái nhà lành, không bao giờ đi ba. Hay nhỉ. Em xinh như này mà không đi ba nó phí gai. Quỷ thế. Lơ bạn ơi. Tối nay á. Giờ kinh gì? Kê bạn. Đặt tôi bạn nhá. Kê bạn này. Tối lên giờ kinh chơi với anh tí cho vui. Không. Thế sao? Ba ở đấy vừa xấu, nhạc lại còn không hay. Thế mà cũng đi được. Này, em thích thì mình đi ba khác. Tôi là con gái nhà lành, không bao giờ đi ba. Gái nhà lành không bao giờ đi ba. Thế mà lại biết là ở đấy không đẹp, thế nhà không hay. Thế quái gì?